Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì cái quét này mình đã biết từ rất là lâu rồi, nhưng mà vì nó không có gì là đặc biệt cho lắm nên ra mình lại quên mất nó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn, vì có nhiều bạn đã rút được từ quét này và cũng có nhiều bạn đã cứ hỏi mình là không thấy làm cái quét này. Thì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem. Ok. Okay. Đây là các bạn đang nhìn thấy là cái phần công việc của mình. Cái đặc điểm của web này thì nó thực sự là load rất lâu, mà đã load được rồi thì nó lại bắt bắt mình nhập captcha rất nhanh. Cái này phần này nó web này nó có hỗ trợ tiếng Việt thôi. Bây giờ mình sẽ đăng xuất ra cho các bạn xem. Đây, tất cả phần cài đặt này bạn có thể đây vô tài khoản này. Đấy, đấy. Mình sẽ đăng xuất chỗ phần này, bạn có thể chỉnh tiếng Anh, tiếng Việt đấy. Vì web nó không có gì là đặc biệt lắm cộng với hỗ trợ tiếng Việt, đâm ra mình sẽ đi rất là nhanh, cộng với mình sẽ đây nó có làm việc thông qua app, thì mình tí nữa mình sẽ nói cho các bạn qua một phần cái app này nữa, là các bạn nào muốn chơi thì có thể cài 3 4 5 cái app lên ở trên một trên 5 cái điện thoại nhá. Bạn cài cài app lên thì bạn thể nhập liên tục trên 5 cái điện thoại. Nhưng mà thực ra các bạn nhìn những phần này này. Với khoảng 1.000 lượt kích bạn có 1.1 đô. Quá là kinh khủng, quá là nhiều lần nhập, mà nói chung là cái app này lâu rồi, nhưng mà phần đây các bạn thể tài chính rút tiền ở đây. Đấy, đổi khoản tiền đúng. Những cái phần này nó hỗ trợ tiếng Việt thôi, không có gì cả. Bắt đầu làm việc thì ấn captcha bắt đầu làm việc này. Nó có hai hình thức làm việc, đó là bạn ấn vào bắt đầu làm việc, bạn sẽ có làm việc thông qua web, làm việc thông qua app. Thì ấn vào đây thì nó sẽ chuyển về cái link app để cho bạn download, thì các bạn sẽ biết. À, cái app này là bạn đã cài xuống ấy, các bạn cài xuống ở cái phần điện thoại ấy, à, máy máy tính ấy, thì có rất nhiều bạn đã cài kiểu này xong rồi bạn hack ra hack lên. Nói chung là mình cũng không không biết là mấy bạn ấy hack kiểu gì, nhưng mà là bạn ấy nó cài cài ra xong rồi làm 4 5 cái xong đẩy lên, nhưng mà mình cũng không rõ. Các bạn có thể tìm hiểu cái này, vì thực ra cái này lúc mình biết ấy, nó không có gì đặc biệt nên là mình cũng không muốn giới thiệu. Thì đây bạn có thể làm việc thông qua web, thì ấn vào phần làm việc thông qua web này, cái 10 20% 30% này tăng lên. Đấy, tùy các bạn về có thể ấy, nó chờ một lúc nó loát captcha ra thì các bạn nhập nhập vào, nhưng mà nhớ là phải nhập liên tục level 100, level cộng 2% email. Đây là phần này là phần đang loát loát này. Nếu mà nhập chậm quá, giá đấu hiện tại nó vẫn chậm quá, nó vẫn không không ăn đâu. Nói chung là nếu mà các bạn dùng máy tính Windows ấy, thì cài nó về, cài làm việc thông qua app này. Nó còn một cái nữa là dùng trên app điện thoại, thì mình sẽ để link của web cũng như là để link app điện thoại cho các bạn nào thích chơi về kiểu nhập captcha này thì các bạn chơi thôi. Chứ mình thì về cá nhân mình cũng không không muốn chơi lắm, đâm ra mình giới thiệu nó cũng sẽ nhạt nhòa. Mà thực ra nó cũng không có gì là đặc biệt, vì tất cả phần này nó đều có hỗ trợ tiếng Việt hết rồi, nên ra nó cũng không có gì là gọi là khó khăn với các bạn cả. Khi các bạn cứ nhập cái phần captcha bạn bắt đầu làm việc này, thì nhập đủ cho mình 1.000 lần thì sẽ được 1.1 đô thôi. Thì lúc đấy bắt đầu mới nghĩ mình thì có cái này từ lâu rồi ra đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái phần app cho các bạn xem cái phần app thì nó có cái gì. Thì link của web cũng như link của app để cho các bạn nghiên cứu mình cũng sẽ để ở phần mô tả ở phía bên dưới. Thì gọi là ấy thôi, gọi là hôm nay mình sẽ giới thiệu qua web này thôi cho gọi bạn biết thôi, chứ mình thực ra về cơ bản cũng không khuyến khích các bạn chơi cái web này làm gì. Nhưng mà tùy tùy từng bạn, vẫn có bạn bạn ấy vẫn chơi, bạn vẫn hack, bạn vẫn cài, vẫn chạy đều đều thôi. Thì nhưng mà với mình thì một công sức như thế này bạn có thể chơi được những web khác mà nó cũng có một tương tự. Nếu như 1.000 lần nhập captcha thì phải à, nhưng mà có một số bạn bạn ấy có cách chơi rất thông minh. Bạn ấy đây ví dụ như là các bạn ấy có một cái cách chơi mà mình không 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 rõ là mấy bạn ấy chơi hack kiểu gì thì các bạn ấy thành công. Nhưng mà dù dù là hack kiểu gì chăng nữa thì web nó cũng sẽ hiểu, bạn không thể qua mặt được web, bất cứ website nào, vì bọn bọn nó sẽ hiểu rằng là nó trả tiền cho bạn thì chắc chắn là
nó sẽ phải nghĩ ra mọi cách để khống chế bạn. Chứ dù gì các bạn ấy cứ bốt lên là hack thế này thế kia thì mình cũng không ăn thua lắm, mình nghĩ rằng là không ăn thua lắm. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần app cho các bạn xem. Ok, đây là phần app. Thì ở phần app này nó cũng chả có gì là đặc biệt, đâm ra mình cũng sẽ đi nhanh thôi. Thì các bạn có thể nhìn thấy ấn vào ba thanh công cụ đây, có thể start working user Google setting. Cái phần setting này bạn có thể đặt theo night mode này, phim đầy màn hình thì như captcha thu cái dạng email captcha các thứ này. Đấy, tùy các bạn về nhập. Ok, thì khi bạn cài xong app ấy thì nó sẽ vào luôn, xong bạn đăng nhập bằng chính cái link mà hướng dẫn ở trên cái, bằng chính cái link ở hướng dẫn ở trên cái website ấy. Xong bạn ấn continue này. Đấy. Thì bây giờ chờ load, thì cái này load cực kỳ là lâu luôn, thì vẫn cứ giống như ở trên app, trên web thôi, tăng 10, 20, 30, 40, 50% để các bạn có thể tăng được hiệu quả. Nói chung là về phần app này thì nó cũng tương tự như phần web mình đã giới thiệu. Cho qua mình cho bạn xem thêm một tí. Ví dụ như là ở trên web thì bạn có thể chỉ dùng được một một thiết bị, nhưng mà ở app này thì bạn có thể dùng được ba đấy, có những bạn đã dùng đến 3 đến 4 cái điện thoại cùng một lúc loát cho chạy, xong bạn nhập hàng ngày luôn. Nhưng với đấy là bạn ấy cố gắng ngồi cày chăm chỉ thì các bạn ấy chơi kiểu đấy, thì các bạn có thể suy nghĩ xem có nên chơi kiểu đấy không. Nhưng mà mình thấy và các bạn nhìn thấy loát rất là chậm, loát này đủ cái chỗ phần loát này đủ 31 32% thì bắt đầu bây giờ mới được 31 32% thì loát xong thì bắt đầu nó mới hiện ra. Thì thôi cố gắng chờ loát vậy. Thì cái nhập cáp này nó cũng đơn giản thôi, mình thì cũng không mặn mà về những cái app như này lắm, vì cái công sức mà ngồi cày những cái app như này hoặc là cái web như này thì mình sẽ làm vào những cái việc khác thì nó cũng còn ngon hơn là ngồi chờ mấy cái này. Nhưng mà cũng tùy từng bạn, có bạn bạn thích chơi kiểu như này. Ok, cảm ơn bạn đã xem kênh YouTube của mình. Nếu bạn nào chưa ấn subscribe thì nhớ ấn subscribe kênh YouTube của mình nhé. Link của mọi thứ mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới cho các bạn. Ok, cảm ơn bạn.